Bữa cơm gia đình chỉ với 5.000, cả nhà 4-5 người ăn vô tư. Còn nhà em thì chưa có chén dĩa nên là đi mua chén dĩa trước 5.000, mua cái muỗng hết mẹ tiền luôn. Tự nhiên thấy cái giỏ đeo vô rồi câu chuyện bắt đầu. Dạ em thiệt sự là để cái chị nào mà nghĩ ra content bữa cơm 5.000, bữa cơm 10.000 cho cả nhà ăn vô tư luôn á. Bởi vậy học hỏi chị cho nên là bữa nay em bày đặt đi săn ba cái đồ si nè. Cuộc đời của em chưa bao giờ nghĩ mà cái đồ gốm sứ này mà người ta cũng bán second hand luôn á. Mà từ khi em biết rồi thì em nghĩ là ba cái đồ này nó cũng kiểu sức mẻ, nó kiểu mòn, nó kiểu cũ lắm rồi, người ta không xài nữa người ta mới bán. Em tới nơi em hú hồn luôn nha. Trời ơi, nó đẹp, độc lạ mà nó còn rẻ nữa. Tại vì người ta bán theo ký á, cho nên là mới đầu vô em chỉ lựa mấy cái đồ nhỏ nhỏ dễ thương thôi. Mà một lát sau trời ơi, tìm thấy mấy cái tô bự bự á, mà nó đẹp, nó lạ nha, không mua không được luôn á. Đừng có tưởng rẻ mà chất lượng không ok nha. Xin lỗi, là cầm lên rất là chắc tay luôn nha, chứ không phải đồ chợ đất hởi ngoài đâu. Nhìn cứ như là đồ nhập khẩu từ nước ngoài á. À đúng rồi, cái này là gốm sứ Nhật Bản mà trời. Tại vì em hay quay clip nấu ăn á, cho nên là mua nhiều về quay cho nó đã. Một phần nữa là do nó đẹp quá, không có dám bỏ lại sợ ta lấy uổng. Ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị về thì em cố ý nhìn qua cái bảng trên lầu đồ đẹp. Ủa làm sao là trên lầu có bán đồ gì nữa mà anh đẹp. Rồi em cũng cố ý em đi lên thử và câu chuyện bắt đầu. Nó có cái gì vậy trời? Trời, cứu tôi trời ơi, cứu tôi. Mắc cái gì mà ở dưới bán đồ gốm sứ rồi ở trên bán quần áo không có liên quan gì hết chị trời. Nhưng mà nó có một điểm chung, đó chính là đều là đồ si tuyển. Đó, mấy bà nào mà đam mê phối đồ mà hay quện đồ lên người á, mà làm biến đi nhiều chỗ thì ghé đây đó. Vô một chỗ thôi muốn phối đồ gì cũng có, muốn đi châu Âu, châu Á, châu Bắc Cực gì cũng được luôn. Mà nhớ là chuyền hai bịch nước biển xong rồi hẳn đi nha. Trời ơi, đồ nó nhiều lắm, xỉu lên xỉu xuống luôn á. Chị ơi, cái đồ này đồ mình thu ra chị tiền, cái tiền này của con người ta mới mua đó bà nội. Ủa? Con mà con ơ luôn nè, cái đầm này cũng vậy luôn nè, thế nào cũng vậy á. Bởi vậy nên chỗ này chị giấu, chị đâu có chị em đâu. Cái này tặng luôn cho em nha chị. Trời ơi,